Dạ, mến chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Home Auto xe đẹp dành cho thực khách. Dạ, trước mắt quý anh chị đây là chiếc Toyota Innova số sàn đời 2017, xe gia đình một đời chủ mua mới từ đầu nha quý anh chị. Chạy được 91.000 cây, bảo dưỡng rất là đều trong hãng Toyota luôn. Em sẽ đi một vòng xe để mình xem cái nước sơn màu nâu đồng. Innova số sàn đời 2017, xe đăng ký lần đầu là tháng 12/2017. Xe gia đình một chủ mua mới tại thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị. Vỏ còn khá là dày. Đã thay vỏ rồi nhưng mà vỏ còn khá là dày. Mình mua xe này chạy gia đình, vừa gia đình đang vừa kết hợp kinh doanh. Rất là ok nha quý anh chị. Đầu tư ít và mau lấy lại vốn. Màu nâu đồng rất là đẹp. Xe gia đình một chủ mua mới từ đầu biển số tại thành phố Hồ Chí Minh. Xe chạy tại thành phố Hồ Chí Minh luôn nha quý anh chị. Gầm nè, còn đẹp lắm. Xe còn khá là đẹp. 91.000 cây. Nha quý anh chị, xe một vòng xe nha. Hồi trước thì xe này mua mới tại bên hãng Toyota hồi trước em làm á. Chủ xe hai vợ chồng đã ký trực tiếp qua em sao mai rồi. Đây vỏ nè. Mình mua xe này thì mình không cần phải đầu tư thêm chi phí á quý anh chị. Mình thấy nó đã đầy đủ phụ kiện trong ngoài rồi. Mình mua xe này thì mình chỉ có việc chạy thôi. Biển số Sài Gòn, xe gia đình một chủ màu nâu đồng. Rất đẹp luôn. Em đi keo chỉ ha. Keo chỉ cửa nè. Đó, keo chỉ cửa nguyên bản nguyên rin nha. 4 cửa cốp và cabo. Em sẽ đi thật kỹ để cho khách hàng ở tỉnh xa thì có thể xem được cái xe và cái chất xe và giá cả. Nó hợp lý thì mình có thể alo em nha. Keo chỉ nguyên bản nguyên rim nha quý anh chị. Nội thất bên trong đã bọc simili rồi. Trần thì có trần ni lông rồi, có đầu DVD luôn rồi. Lót sàn, thảm sàn đầy đủ nha quý anh chị. Có camera về các cái rồi. Keo chỉ nguyên bản nguyên rin nha quý anh chị. Xe này là xe gia đình biển trắng nha quý anh chị. Chạy 91.000 cây, bảo dưỡng rất là đều trong hãng luôn. Chủ xe hay là hai vợ chồng làm về kinh doanh về dây đai dây thắt lưng á. Xe ở nhà của anh chị cũng có thêm chiếc Vios nữa. Tất cả xe đều mua mới á quý anh chị. Tất cả xe đều mua mới. Keo chỉ nguyên bản nguyên rim nè. Mình xem xe thực tế để tại nhà em thì em sẽ cho mình thấy rõ được cái thông tin xe nha. Keo chỉ nguyên bản nguyên rim nè nha. Hai 2017, 7 năm rồi nha quý anh chị, 7 năm rồi, chạy 91.000 cây. 7 năm 91.000 cây, khá là ok ha quý anh chị. Mình xem xe thực tế nha, để mình thấy rõ được chất xe hơn. Đây, đăng kiểm phí đường bộ còn tới tháng 6/2025. Em đi máy xe cho mình xem ha. Thì em sẽ quay một vòng để mình xem cái nội thất bên trong ha. 91.000 cây nè. Có màn hình đầu DVD nè. Đó. Giá là 465 triệu. Rất là hợp lý.
còn thương lượng nhau quý anh chị. Mình xem xe thực tế và xem xe rồi mình thương lượng trực tiếp với em sau mai luôn nha. Những cái phím bấm nè, màn hình DVD nè, trần nè, ni lông nè. Đó, xe này vừa chạy gia đình vừa kết hợp kinh doanh rất là ok nha quý anh chị. Máy xe nè, ốc nè, kèo chỉ cabo. Bên em có trao đổi mua bán xe đã qua sử dụng. Quý anh chị cần bán xe, xe đẹp đi ít, muốn bán được giá thì alo em nha. Bên em sẽ hỗ trợ cái giá cực kỳ tốt cho quý anh chị. Bên em sẽ mua trực tiếp và xe đẹp đi ít, bên em hỗ trợ cái giá rất là tốt nha quý anh chị. Mình cứ alo em qua số điện thoại em để ở phía bên trên nè. Bên em sẽ báo giá, định giá nhanh, miễn phí cho quý anh chị. Home Auto, xe đẹp dành cho thượng khách. Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã xem video ạ.